Rồi bây giờ các bạn quan sát ha. Đầu tiên á, thầy sẽ dạy các bạn là về phần nhãn cầu. Sau đó là chúng ta thì trước khi học về nhãn cầu thì bạn sẽ học về phần phụ của nhãn cầu ha. Phần phụ nha. Được trước cái phần bài xương thầy nói về xương lệ rồi. Bây giờ thầy chỉ giảng sơ lại thôi. Ngay hai cái thái dương của bạn này nó có một cái tuyến, người ta gọi là tuyến gì? Tuyến lệ. Tuyến lệ có nhiệm vụ là tiết nước mắt. À thi á, thi cái này là vấn đáp chứ không phải là tuyến âm thực hành ha. Là trả lời như vậy á, được không? Mình tạo ra nước mắt đi. Nước mắt nó sẽ đổ theo khoảng 7 đến 8 cái ống tuyến lệ để nó đổ vào phần này gọi là phần gì? Kết mặt mi trên. Đúng rồi, kết mặt mi trên. Và sau khi nó đổ vào kết mặt mi trên, nó đổ vào cùng đồ của kết mặt mi trên là chính là cái mi mà anh tặng cho ông kẻ, đúng không? Để trên đó nó có nước gì nào? Nước mắt. Sau khi mà bạn chớp một phát thì cái nhãn cầu của bạn này nó sẽ có một cái lớp giác mạc ở phía ngoài á, sẽ được tráng bởi cái lớp mi đó để làm gì? Tránh bị khô. Nuôi dưỡng. Và sau khi nó tráng xong thì ở phía mi dưới của bạn nè, rồi thì có một cái lớp tuyến lệ, một cái lớp nước nằm ở phía dưới. Thì người ta gọi cái phần mi dưới là cái gì các bạn? Máng lệ. Máng lệ hay là kết mặt mi dưới. À, hay còn gọi là kết mặt mi dưới, hay còn gọi là máng lệ. Máng là một cái máng ha. Máng lệ nó sẽ chảy ra phía ngoài, phía trong. Đi một ngày trong. À, phía trong đổ vào trong một cái hõm người ta gọi là hồ lệ. Rồi, nhìn lên trên này. Hồ lệ với hố lệ. Gọi là cái gì? Cục lệ. Cục lệ có nhiệm vụ làm gì? Chứa nước mắt. À, nó ép nước mắt vào trong cái lỗ gan dưới và lỗ gan trên. Thì khi nó vào lỗ gan dưới và lỗ gan trên, nó sẽ đổ vào ống này. Người ta gọi là tiểu quản lệ. Tiểu quản lệ dưới và tiểu quản lệ trên, nó đổ vô cái lỗ gan đi qua tiểu quản lệ. Và tiểu quản lệ nó hợp chung lại gọi là ống lệ chung. Đúng không? Ống lệ chung nó sẽ đổ vào một cái tuyến nằm ngay chỗ xương lệ, gọi là tuyến gì? Ống lệ mũi. Tuyến lệ. Được không? Và tuyến lệ nó sẽ chứa hay là tạo nước mắt? Chứa. Và khi nước mắt nó được đổ vào tuyến lệ rồi thì nó sẽ theo ống lệ, ống lệ mũi, mũi đổ vào ngắt mũi sau. Ngắt mũi sau. Chờ xíu, cái này có đây. Ngắt mũi sau. Cái mô hình đó thì hôm nay quay rồi, quay qua tiếp. Thì nó sẽ đổ vào cái ngắt mũi sau. Mà đổ vào ngắt mũi sau thì nó sẽ làm cho cái niêm mạc mũi bạn như thế nào? Ẩm ướt hết. Đó là cái vòng tuần hoàn. Chảy nước mũi. Ẩm ướt chảy nước mũi. Bữa trước chúng ta học cơ rồi thì nguyên cái cơ này người ta gọi là cơ bóng bóng mắt, ta vừa hố mắt và mi mắt. Mi mắt sẽ giúp cho các bạn nhắm xuống, còn ở dưới mi mắt các bạn sẽ có một cái cơ, cơ này người ta gọi là cơ nâng mi, giúp cho bạn trừng mắt lên, được chưa? Thì đây người ta gọi là phần phụ của mắt. Phần phụ là không phải phần chính. Bây giờ chúng ta đi vô phần chính, được không nào? Rồi cảm ơn. À chưa dẫn thắc mắc quên. Chưa. Rồi nào giờ các bạn nghe nói bệnh nhân bị lèo mắt chưa? Bọc lèo, bệnh nhân bị chắc mắt nghe chưa? Chưa nghe đúng không? Lèo mắt là sao? Các bạn nhớ nè, ở dưới này chúng ta có các tuyến mi. Nếu như mà các bạn bị chính các tác nhân là liên cầu, tụ cầu nó tấn công vào, nó làm cho bờ mi của bạn như thế nào, nó sưng phồng ở phía dưới á, thì người ta gọi là viêm tuyến mi. Thì dân gian chúng ta gọi là bọc lèo. Thì cái viêm tuyến mi nó liên quan đến cái sức đề kháng của bạn bị yếu thôi. Bình thường các tụ cầu liên cầu không có tấn công vào được, bởi vì trong nước mắt chúng ta có kháng thể không? Đó. Nhưng mà một ngày nào đó kháng thể của bạn giảm xuống, sức đề kháng bạn giảm xuống, đúng không? Thì vi khuẩn nó tấn công vào, nó gây cho sưng cái bờ mi phía dưới gọi là lẹo. Thì các bạn chỉ cần nhỏ nước muối ngủ trưa một giấc, tại vì việc chúng ta ngủ trưa nó có tăng sức đề kháng của bạn. Đó. Thì chiều nó hết rồi. Đó gọi là lẹo. Trường hợp thứ hai, ngay cái thể mi của bạn ngay chỗ này là nó sưng lên một cái khúc tròn. Người ta gọi là chắp mắt, là do cái tuyến bã bên trong nó bị tắc. Các bạn lưu ý ha, làm cho nó sưng một cục bên trong và chứa mủ, cho nên buộc chúng ta tiểu phẫu để chúng ta lấy ra. Thường các bạn mà bị trang điểm á, hay là bị tắc cái tuyến bã gây nên tình trạng gì là chắp mắt. Rồi, các bạn hiểu này ha, thì đó là một số vấn đề liên quan đến phần phụ rồi các em. Giờ tới phần nhãn cầu. Trời ơi, mắt của hai vậy, mắt của nào. Trước khi học nhãn cầu thì các bạn sẽ học phần phụ một lần nữa là phần cơ. Phần phụ là chưa nói gì đến nhãn cầu hết. Thì phần phụ bạn gồm có như nào? Tuyến nước mắt, các mi đúng không? Và cơ. Cơ các bạn đọc cho thầy 6 cái cơ sau nè. Cơ thứ nhất này các bạn nằm ở bây giờ cái mắt này là mắt trái, mắt phải đúng không? Để thầy chỉ cho là cái cơ chiếu đâu ta? Đây, cơ chiếu đây. Cơ chiếu nó nằm ở phía trong. Đây. Đây chính là cơ chiếu trên. Thì cơ chiếu trên nó sẽ lên phía trên và vào thành trong, cho nên mắt này là mắt phải. Nếu như mà thầy để mắt trái thì cơ chiếu trên đi ra phía ngoài rồi. Rồi, các bạn nhìn. Thì chúng ta học 6 cái cơ sau. Đây gọi là bằng phong phụ nha. Cơ thứ nhất nè, thì cơ này người ta gọi là cơ chiếu trên. Vậy đây là mắt phải thì suy ra mặt này là mặt trong hay mặt ngoài? Vậy khi cầm lên một cái nhãn cầu buổi sau thi, nhìn vô cho thầy cái cơ chiếu, cái phần trụ ở mắt các bạn để thẳng hướng xuống như thế này,
phần lỗ thần kinh thị nằm ra phía sau, bóng mắt hướng ra phía trước, và cơ chéo trên của bạn nó sẽ nằm ở đâu? Ở năm mặt trong, cho nên mắt này mắt phải nha. Còn nếu như cái cơ chéo trên nằm bên đây thì nó sẽ là mắt gì nào? Mắt cái. Vậy đây mặt trong và đây mặt ngoài, đặt cơ rất là dễ. Một, đây là cơ thẳng nhưng mà ở trên gọi là cơ thẳng trên. Có cơ thẳng trên thì có cơ thẳng như nào? Thẳng dưới. Rồi thẳng đây là thẳng gì? Ngang đầu ngang. Bên. Thẳng bên đâu là bên? Ngoài. Còn cơ thẳng như nào? Vậy chúng ta có bốn cơ thẳng, đúng không nào? Rất là dễ nhớ. Trên, dưới, rồi. Trong, ngoài. Thẳng trên, thẳng dưới, thẳng trong và thẳng ngoài. Cơ chéo các bạn có hai cơ, đó là cơ chéo trên và cơ chéo như nào? Cơ chéo dưới, được không? Cơ chéo trên, cơ chéo dưới. Tí nữa thầy sẽ giảng cho các bạn hình dung ra. Thì các bạn lưu ý cho thầy nha, thì tại ngay vỏ ngoài bó thị nè, nó sẽ tạo thành một cái bó nó cua ra, nó tạo thành cái lớp cơ của những cầu. Vậy đây chính là cái ngưng nguyên ủy. Nguyên ủy là cái nơi phát ra của các cơ, được không nào? Thì các bạn lưu ý cho thầy, trên những cầu chúng ta chia làm những vùng như sau. Vùng này là vùng trước, vùng này là vùng sau, vùng này là vùng trong và vùng này vùng ngoài. Thì cái cơ chéo của bạn đây gọi là cơ chéo trên, ta có 6 cơ đúng không? Chéo trên, chéo dưới, thẳng trên, thẳng dưới, thẳng trong, thẳng ngoài. Thì cơ chéo trên khi nó đi vào cái góc này các bạn, nó quặt ngược lên bên trên này. Chéo mà nó đi lên này, nó quặt ngược lên, nó bám vào phần này. Vậy khi nó bám vào phần này thì bạn đọc sao? Cái nhãn cầu của bạn chia làm 4 ra, thì đây là 1/4 trên, nhưng mà ở phía trước và ở phía trong. 1/4 trên, trước, trong, đọc được không? 1/4 trên, trước, ngoài. 1/4 trên, sau, ngoài. Và 1/4 trên, sau, trong. Ủa đọc được không vậy? Chia nhãn cầu là 4 phần. Thì 1/4 này là nằm ở phía trên mà. Trên, nhưng mà ở đây là phía trước, mà ở trong hay ngoài? 1/4 trên, trước, trong. Rồi đọc. 1/4 trên, trước, ngoài. 1/4 trên, sau, ngoài. Và 1/4 trên, sau, trong. Vậy cái nhánh của thần kinh này các bạn, cái cơ chéo này nó đi quặt ngược lên, nó bám vào 1/4 trên, sau, ngoài. Nó bám vào 1/4 trên, sau, ngoài. Khi nó bám như thế thì vận động cho cơ chéo trên này chính là dây thần kinh số 4. Là dây thần kinh tên gì? Rộng. Rộng rộng, các bạn thấy cái rộng rộng đúng không? Thì khi mà cái cơ này nó co các bạn, thì nó sẽ làm cho nhãn cầu của bạn như thế nào? Đi lên trên và đi vào trong. Khi cái cơ nhãn cầu nó co, các bạn nhìn cho thầy cái tròng đen của bạn nha. Khi nó tròng đen nó đang đứng im nè. Khi cái cơ chéo trên này nó co nè, thì nó làm cho nhãn cầu của bạn đi lên trên và hướng vào trong. Đi lên trên và hướng vào trong, cái tròng đen nằm đứng im nè. Vậy nhãn cầu của bạn đi lên trên và hướng vào trong thì có nghĩa rằng là cái tròng đen của bạn nó sẽ đi đâu là? Đi xuống dưới. Các bạn có hình dung cái nhãn cầu bạn đang đứng im, cái mắt cái tròng đen đang đứng im nè. Và cái nhãn cầu bạn bây giờ nè, đây đúng không? Nó đi lên trên và đi vào trong thì cái tròng đen của bạn nó sẽ bị liếc xuống dưới đúng không? Cho nên các bạn thấy cái động tác mà bạn liếc xuống dưới là bạn đang gì? Thì thẹn, đang xấu hổ đó. Cho nên người ta gọi cái thần kinh này là thần kinh xấu hổ luôn. Hiểu này ha? Liệt cái dây này. Đi quen đứa nào mà nó xấu hổ thì cắt cái dây đó đi. Còn đứa nào mà xấu hổ là nó hoạt động tốt cái dây này. Và đặc biệt cái dây này là cái dây mà bạn hoạt động mạnh nhất khi các bạn đi thi á. Dây liếc đó các bạn. Còn đứa nói không? Bạn phải hiểu là tại sao khi mà các bạn cái cơ này nó co nó sẽ làm những cầu bạn đi đâu? Đi lên trên và đi vào trong. Đây là mắt phải mà, lên trên vào trong. Thì các bạn có hình dung tròng đen bạn đứng im nè. Lên trên vào trong thì tròng đen nó bị đâu? Đưa xuống dưới. Đấy không? Cho nên khi tôi khám dây bố cho các bạn đi sau này, nhìn vào cái bút, đưa xuống, đi theo. Nhãn cầu bạn vận động được theo còn dây bố. Hiểu này chưa? Cho nên khám với hai đôi dây xương sọ, các bạn sẽ hiểu một bước như thế. Rồi, đó là cơ chéo là. Rồi thứ hai, các bạn nhìn cho thầy nè. Cơ tiếp theo của bạn á là cơ, các bạn thuộc 12 đôi dây thần kinh đúng không? Trong đó cái dây thần kinh số 4 gọi là rồng rọc. Dây thần kinh số 6 là dây thần kinh vận nhãn. Vận nhãn ngoài. Vậy vận nhãn ngoài là nó vận động cho cơ này cơ gì nào? Thẳng như nào? Thẳng ngoài. Vậy khi cơ thẳng ngoài nó co nè, thì có phải nó làm cho những cầu bạn đi ra không? Mà khi những cầu bạn đi ra thì cái tròng đen đứng yên một chỗ đây, thì những cầu đi ra thì tròng đen nó xu hướng nó đi đâu? Đi vô bên trong. Cho nên các bạn biết bên trong bị lát mắt không? Lé. Ờ, nhìn vô, tôi đưa cái bút đi vô sau mà hai những cầu bạn đi vô được là dây kinh số 6 còn không? Còn. Hiểu cái này ha? Vậy các bạn hình dung nè, thần kinh số 6 vận động cho cơ, vận cơ gì nào? Cơ thẳng ngoài. Vậy khi thần kinh số 6 nó kích thích lên làm cơ những cái này co thì cái dây cầu bạn lắc ra. Và khi lắc ra như thế, cái điểm này là ví dụ trong đen đứng im nè, lắc ra như thế thì có phải rằng cái điểm này trong đen nó đi vào trong hốc mắt không? Đi vào trong đúng không? Đó, cho thành thành thực rằng là đó là dây kinh lắc mắt. Rồi, dây kinh số 3 là dây vận nhãn chung. Vận nhãn chung có nghĩa là gì? Nãy giờ chúng ta có cơ chéo trên và cơ thẳng ngoài. Vậy còn những cái cơ này nè bạn, cơ thẳng trên, cơ thẳng trong và cơ thẳng dưới là cơ chéo dưới, là nhờ dây kinh số 3 là dây vận nhãn chung. Vậy nhãn cầu bạn lắc được những cái chiều nào nữa là nhờ vào dây số 3.
Kiểu này hả? Vậy chúng ta có ba đôi dần kinh vận động cho những cầu số 3, số 4 và số 6. Nó sẽ đi qua cái lỗ nào nhớ không? Lỗ cái cổ mắt trên. Thật chưa? Đây, lẽ lỗ cái cổ trên. Lỗ này nằm ở trong xương gì nào? Xương bướm. Đúng không? Lẽ lỗ cái cổ mắt trên nè, nằm ở trong xương bướm, được chưa? Vậy đó là những cái phần phụ. Rồi, bây giờ chúng ta vô chính cái nhãn cầu. Đây là mới cái cơ thôi. Nhãn cầu bạn sẽ gồm có 3 lớp. Vậy khi thầy đọc ba lớp, những cái lớp nào nó có thêm tên riêng thì đọc tên luôn. Tại vì nhiều khi các bạn sẽ đọc tài liệu các bạn thấy, ủa, cái tên nó giống như cái gì? Ví dụ như màng ngoài thì người ta còn gọi là bao sơ ha. Cho nên các bạn sẽ thấy cái đầu tiên là lớp màng ngoài còn gọi là bao sơ. Tháo cái màng ngoài ra thì nó sẽ là màng mặt hay còn gọi là màng bồ đào. Và bên trong của bạn chính là võng mạc hay còn gọi là màng thần kinh. Cho nên thầy sẽ giảng từng lớp để thầy tháo nha. Vậy nhãn cầu bạn có ba lớp. Lớp thứ nhất là lớp màng ngoài hay còn gọi lớp bao sơ ngoài. Thì cái lớp này các bạn hiểu cho thầy như sau. 1/5 ở phía trước nó là giác mạc các bạn á. Giác mạc nó trong suốt hay là giác mạc nó có màu? Trong suốt để cho ánh sáng đi vào. Hiểu này ha. Còn 5/6 ở phía sau là củng mạc. Củng mạc nha. Củng mạc vô mạc. Củng mạc vô mạc là có mạch máu không? Không. Rất ít mạch máu nuôi. Nhưng đây 1/6 phía trước này là giác mạc, 5/6 phía sau là củng mạc. Thì trong 5/6 phía sau củng mạc á thì có cái đoạn này nè. Đúng ra nếu như mà cái mắt người thật các bạn sẽ thấy cái đoạn này nè, từ đây nè, gọi là củng mạc đúng không? Nó đổ xuống nó rất là nhiều mạch máu này nhằm xung quanh đây. Thì đoạn này người ta gọi là kết mạc. Nó tạo ra bi trên bi dưới cho bạn. Kết mạc đúng không? Kết mạc. Vậy kết mạc có mạch máu không bạn? Có. Được chưa? Vậy kết mạc của bạn đây chính là cái tròng trắng của bạn đó. Vậy trong trắng của bạn là kết mạc, nhưng mà từ đây đi sổ ra phía sau thì nó lại củng như nào? Củng mạc. Tại vì củng mạc có mạch máu không? Không. Vậy kết mạc có mạch máu. Vậy kết mạc này nó có phủ lên trên giác mạc, có chi lên trên giác mạc không? Không. Không. Kết mạc có mạch máu nó phủ nó chi lên như thế thì giống như các bạn thấy cái tấm kính trong suốt, các bạn bị một cái lớp màu đỏ đỏ thì tô lên, các bạn có thấy được không? Không. Không. Nhưng ngày xưa các bạn trong giai đoạn phôi thai là cái kết mạc nó phủ lên giác mạc luôn, cho nên mắt của con nít bị sao? Mù. Nó không thấy được. Cho nên sau khi sinh ra dần dần nó viễn thị các bạn. Nó không thấy được đâu. Một thời gian lớn lên á thì cái kết mạc này nó mới tách ra, nó nằm bao ngoài của cái giác mạc. Cho nên lúc này nó mới lộ cái giác mạc ra. Hiểu này hả? Cho nên các bạn lưu ý với thầy. Vậy 1/6 phía trước là đây là phần 1 nha, phần ngoài là bao sơ nha, là giác mạc, 5/6 sau là củng mạc. Thì trong đó có một đoạn đầu nó sẽ biến đổi thành kết mạc, được chưa? Bao gồm kết mạc. Kết mạc này là kết mạc bi trên, thế nên nó quặt ngược lại gọi là kết mạc cùng đồ. Được không? Quặt ngược lại kết mạc cùng đồ. Và kết mạc này nó quặt lên trên cái phần bên trên của bạn luôn. Được không? Rồi. Phần phía sau là củng mạc nha các bạn nha. Củng mạc vô mạc, không có mạch máu, là cái nhãn cầu phía sau của bạn. Được không nào? Rồi. Vậy giác mạc của bạn là như thế. Sau cái lớp đầu tiên của bạn là lớp gì? Lớp đầu tiên là lớp bao. Thì đến thứ hai là lớp màng mạch. Lớp màng mạch của bạn còn gọi là lớp màng bồ đào ha. Thì nó sẽ gồm có 3 phần. Phần thứ nhất các bạn nhìn cho thầy nè. Đây, phần này người ta gọi là móng mắt. Được cái giác mạc nó phủ lên các bạn ha. Thì ở phía sau này đầu tiên người ta gọi là móng mắt. Rồi thầy mở thầy ra nha. Đầu tiên cái lớp này người ta gọi là móng mắt, được chưa? Sau cái lớp giác mạc này là móng mắt. Là phần 1. Thứ hai là cái màu đen, thấy cái màu đen không? Để thầy tháo cái này xuống. Thấy cái màu đen trong này chưa? Đây, cầm này như thầy luôn. Đó bạn thấy gì nữa? Thấy cái màu đen này không? Thì người ta gọi nguyên cái phần màu đen có cái cơ từ đây luôn bạn là thể mi. Được chưa? Và dưới cái màu đen ở bên trong này nó có một cái màu đen, một cái vườn đây đó, thì người ta gọi đó là hắc mạc nha. Hắc mạc là màu gì? Đen. Rồi các bạn lưu cho thầy, thì riêng đối với lại móng mắt và thể mi nó sẽ tạo thành màng bồ đào trước, còn hắc mạc nó sẽ tạo thành màng bồ đào sau. Vậy đầu tiên thầy sẽ nói cho các bạn về, rồi các bạn thấy rồi đấy, thầy nói sẽ bạn về móng mắt trước. Cái này chính là giác như nào? Giác mạc. Thì móng mắt của bạn gồm có cái gì các bạn nhìn nè. Đầu tiên nó sẽ có hai cái vòng, gọi là vòng nhỏ và vòng lớn. Xung quanh cái vòng này là có các tế bào sắc tố. Sắc tố này quy định đến màu sắc của bạn đó. Tùy điều kiện chiếu sáng, bạn ở cái môi trường ôn đới thì mắt chúng ta xanh lên chút. Ở môi trường nhiệt đới thì nó tiếp nhận ánh sáng nhiều thì mắt nó đen, nó nâu hơn. Được chưa? Thì xung quanh cái lỗ vòng tròn nhỏ của bạn nè, thì móng mắt của bạn nó sẽ có hai cái cơ trơn. Cơ đó người ta gọi là cơ vòng. Và cái cơ đi ra người ta gọi là cơ tia. Cơ vòng và cơ tia để tạo nên lỗ động tử, dân gian gọi là con gì nào? Người. Vậy khi ánh sáng nó chiếu vào cái này các bạn, thì động tử của bạn nó sẽ co lại hay nó giãn ra? Co lại đúng không? Chính là các cơ vòng nó sẽ tiến hành co và cơ tia nó giãn.
Còn cái ánh sáng yếu nó đi qua á, thì lúc này nó sẽ làm cho cơ tia nó co, còn cơ vòng nó giãn, hai cơ nó đối được nhau. Vậy cơ vòng cơ tia nó tạo thành lỗ đồng tử, được chưa? Vậy các bạn nhìn cho thầy nè, đây là cái miếng này là miếng giác mạc. Thì đây chính là móng mắt. Thì cái giữa cái móng mắt và giác mạc này thì người ta gọi là tiền phòng, chứa thủy dịch bên trong, tiền phòng nha. Nó liên quan đến bệnh rất là nhiều, được không? Vậy khi thầy hỏi tiền phòng ở đâu, bạn trả lời là tiền phòng nằm giữa giác mạc và giữa móng như nào? Móng mắt. Hay còn gọi là mặt sau giác mạc và mặt trước móng gì? Móng mắt. Hiểu không? Đó là tiền phòng. Vậy tiếp theo sẽ có cái gì? Có tiền phòng thì có hậu phòng. Đọc mấy cụm từ này cho nghe quen. Vậy hậu phòng nằm đâu? Hậu phòng là nằm sau móng mắt này các bạn. Nằm sau móng mắt là giữa móng mắt và thể thủy tinh. Đây. Đây gọi là cái thể thủy tinh hay còn gọi là cái thấu kính các bạn ha. Đây, nằm giữa. Thì cái vùng này người ta gọi là hậu phòng. Cũng chứa thủy dịch luôn. Rồi bây giờ thầy giảng tiếp nha. Vậy đó là móng mắt của bạn nó sẽ có đồng tử, được chưa? Thứ hai, bây giờ các bạn học cái phần thứ hai đó là thể mi. Móng mắt và thể mi tạo thành màng bồ đào trước. Thể mi của bạn đây, từ phần cơ này nè cho tới cái màu đen này luôn ha, thì người ta gọi là thể mi. Thì thể mi bạn gồm có hai phần chính. Một, đây gọi là cơ nâng thể mi. Cơ nâng thể mi có nhiệm vụ gì các bạn? Đây, đây là cái thấu kính các bạn nhìn ha. Thấu kính của chúng ta là một kính cầu lồi, giống kính lúp vậy á, để nó hội tụ ánh sáng nè. Thì tại cái thấu kính này các bạn, thì cái cơ thể mi nó sẽ bám vào để tạo thành một cái dây chằng, hay còn gọi là cái cơ, cơ này người ta gọi là cơ treo thấu kính ha. Cái cơ treo thấu kính này nó có nhiệm vụ gì? Khi bạn nhìn một cái vật quá gần á, là cái trục thị giác của bạn nó ngắn, thì lúc này cái cơ thể mi nó co để nó kéo cho cái thấu kính của bạn như nào rộng ra, đúng không? Cho nên lúc này cái cơ thể mi nó căng, nó rất là mỏi mắt, nó rất là mệt mắt các bạn, lưu ý này. Cho nên khi mà các bạn làm việc mà suốt mấy tiếng đồng hồ á, mỏi mắt như thế, bạn phải thư giãn bằng cách nào? Là chúng ta nhìn vật ở đâu, ở xa, hoặc là các bạn làm gì, nhắm mắt lại, đúng không? Thì lúc này cái cơ thể mi các bạn nó mới giãn, nó có dây chằng treo thấu kính mà, thì nó giãn ra, thì lúc này các bạn mới ổn định mát xa, thư giãn được cho mắt. Vậy đầu tiên chúng ta có cơ thể mi nha. Cơ thể mi có nhiệm vụ là có một cái dây chằng treo lên cái thấu kính để kéo cái thấu kính bạn giãn hoặc là ấp lại, dịch lại, hiểu này ha? Rồi cận hay không cũng là do nguyên nhân ông này, được chưa? Cái thứ hai là các bạn có các mỏng mi màu đen này, các bạn có các mỏng mi thấy chưa? Đây cái mặt mỏng mi nè, đây cái mỏng mi nè. Thì tại các mỏng mi này, các mỏng mi nó có hình lập phương, cho người ta gọi là cái tổ chức hình lập phương, các bạn gọi là mỏng mi cũng được. Thì mỏng mi này nó sẽ tiết ra thủy dịch. Thủy dịch là cái gì các bạn? Thủy dịch là một cái môi trường, như thầy nói bạn, giác mạc không có mạch máu, mà không có mạch máu ai nuôi nó? Một là nhờ thủy dịch nó nuôi nè. Giác mạc mà có mạch máu thành thử ra là các bạn thấy ánh sáng không? Không. Cho nên giác mạc trong cơ thể chúng ta có nhiều tổ chức nó không có mạch máu nuôi, trong đó có giác mạc nha. Thì giác mạc của bạn sẽ được chính cái mỏng mi nó tiết ra cái thủy dịch này nuôi, và đồng thời thủy dịch này nó tạo ra một cái môi trường quan trọng, chiếc quang cho ánh sáng. Vậy nó tạo ra như thế nào? Các mỏng mi này nó sẽ tiết ra cái gì? Thủy dịch nha. Thủy dịch này nó sẽ đổ vào hậu phòng. Vậy hậu phòng là cái gì? Hậu phòng là cái vùng nằm ở phía sau móng mắt và trước thấu kính. Đây, cái môi trường này người ta gọi là hậu phòng. Đây là thấu kính nè, thì cái vùng này gọi là hậu phòng, đúng không nào? Sau đó hậu phòng theo lỗ đồng tử nó chui ra cái phần tiền phòng. Vậy tiền phòng nằm giữa đâu? Móng mắt và giác mạc. Sau đó thủy dịch nó chứa ở hai vùng này. Nếu như thủy dịch nó cứ nằm ở trong đó thì nó làm cho cái môi trường hậu phòng tiền phòng bạn nó tăng cái lượng dịch nhiều lên, thì người ta gọi là tăng nhiệt huyết lên. Thì đồng nghĩa với việc là các bạn thấy khi thủy dịch được tạo ra thì nó phải được hấp thụ lại, cứ như thế nó cứ phải tuần hoàn, chứ anh cứ tạo ra hoài thì làm cho thủy dịch như thế nào, nó tăng cái nhiệt áp lên, đúng không? Cho nên thành ra khi thủy dịch được tạo ra rồi thì 80% nó sẽ đi qua hậu phòng, qua lỗ móng mắt, rồi sẽ lỗ đồng tử để qua tiền phòng. Từ tiền phòng này nó đi lên trên này, người ta gọi đó là gốc tiền phòng. Tại cái lỗ gốc tiền phòng này thì nước nó sẽ đi vào gốc tiền phòng đó để đổ vào xoang tĩnh mạch cũng mạch, và từ đó nó sẽ đổ vào trong máu. 20% nó sẽ đi đâu? Nó đi qua trong cái màng hắc mạc này các bạn. Màng hắc mạc này nó hấp thụ vào gốc xoang thượng hắc mạc, nhớ không? Vậy có hai cái xoang, đó là xoang thượng cũng mạc là 80% và 20% đó là xoang thượng hắc mạc để đi vào máu. Cho nên nếu như các bạn nào giờ sẽ nghe một căn bệnh dân gian gọi là bệnh cường nước, nghe chưa? Trong y khoa chúng ta gọi là bệnh glaucoma á, hoặc là bên y học cổ truyền người ta gọi là thiên đầu thống á, là do một cái lý do nào đó mà cái gốc ở trên này nè các bạn, người ta gọi là gốc tiền phòng nè, nó bị tắc lại, nó đóng lại, làm cho thủy dịch này không đi qua gốc đó để về cái phần gì nào, đám rố tĩnh mạch thượng cũng mạch được để đi về máu được, cho nên làm cho nhãn ép ở xung quanh nó tăng cao lên. Mà khi nó tăng cao lên thì bệnh nhân biểu hiện đầu tiên là nhìn mờ,
sau đó bệnh nhân đau đầu dữ dội luôn. Cho nên lúc này nó gây ra một cái trường hợp gọi là trường hợp thiên đầu thống, hay còn gọi là glaucoma, hay còn gọi là bệnh gì, cườm nước. Nhớ thế này ha, cườm nước thì có cườm nước thì có cườm gì, cườm khô. Cườm khô là do thấu kính của bạn nó bị đục, hay người ta gọi là đục thủy tinh thể. Vậy những cái bệnh đó nghe là quen ha, hai căn bệnh đó dẫn đến tình trạng mù như nào, mù loà. Lưu ý thế này ha, vậy đó là một căn bệnh. Sau này các bạn học, các bạn nghe tới cái góc, cái góc tiền phòng nó sẽ đổ vào đâu, thượng cũng mà, còn nó đi qua màng hắc mạc sẽ đổ vào thượng hắc mạc. Nhớ này ha, 20% nó sẽ đi qua thượng hắc mạc để đổ vào. Vậy đó là cái thành phần thứ hai của cái màng bồ đào trước, gồm có móng mắt và thể mi. Màng bồ đào sau của bạn đây là một cái màng màu đen này này các bạn, nó nằm ở giữa này, người ta gọi là hắc mạc. Rất là nhiều mạch máu, nó sẽ nuôi dưỡng cái gì, nó sẽ nuôi dưỡng mặt trong của cũng mạc và mặt ngoài của võng mạc. Thì đây chính là hắc mạc. Hắc mạc nó sẽ là một cái khoang màu đen, à khoang màu đen, để nó làm gì, nó làm một cái vùng tối các bạn, để nó tạo ảnh, tăng cái việc chọn ảnh lên, đi coi phim thấy cái phòng phim nó như nào tối thôi, hoặc là trong máy ảnh nó chụp ảnh thì trong vùng tối nó phải tối, các bạn nhớ không? Thì cái hắc mạc này ngoài việc nó nuôi dưỡng ra thì nó cũng tạo ra một cái vùng tối luôn, cho nên cái vòng này các bạn gọi là hắc mạc. Rồi các bạn nhìn cho thầy này, tại cái thể mi này nó có những cái vòng này, vòng này người ta gọi đó là vòng thắt võng mạc, được chưa, vòng thắt võng mạc. Rồi thì đó là lớp thứ hai của nhãn cầu. Lớp thứ ba của nhãn cầu là đây, người ta gọi đó là võng mạc. Trồi nãy giờ cứ mạc hoài, bên ngoài là củng mạc và giác mạc, phần đầu của củng mạc biến đổi thành kết mạc, đi vào trong này có màu đen gọi là hắc mạc, còn cái nơi các tế bào thụ thể cảm nhận được ánh sáng này các bạn là võng mạc. Võng mạc nha. Rồi trên võng mạc các bạn có ba lớp, khi thầy chỉ vô đây các bạn sẽ nói đó là võng mạc thị giác. Chỉ vào cái màu đen này, tức là cái lớp màu vàng này nó nằm ở dưới lớp màu đen này, thì thầy chỉ ở phía dưới, bạn sẽ nói là võng mạc thể mi. Còn cái võng mạc nằm dưới móng mắt gọi là võng mạc móng mắt, có nghĩa là võng mạc nó bao phủ ở xung quanh đó, hiểu này hả? Vậy các bạn lưu ý cho thầy, trên võng mạc này có các tế bào cảm nhận thụ thể của thị giác là các bạn sẽ nhìn được. Vậy khi các bạn nhìn nè, ánh sáng đi qua cái lỗ đồng tử nè, nó xuyên qua thủy tinh thể nè, là cái thấu kính nè, và nó xuyên qua cái môi trường này người ta gọi là thủy dịch nè, thì nó sẽ đi vào cái trục của nó này, không phải đi thẳng vào đây đâu nha, không phải thẳng vào đây đâu, mà ngay cái điểm này, thấy chưa, thấy cái điểm này chưa? Thì đây cái điểm màu vàng nằm ở phía trên nè, thì điểm này tập trung rất là nhiều các tế bào cụ thể của cảm giác là ánh sáng, thị giác, cho nên điểm này người ta gọi là hoàn điểm, hay còn gọi là điểm vàng. Vậy khi ánh sáng mà nó rơi vào trong vùng này, vật nó rơi vào vùng này, bạn nhìn vật đó rõ nhất, thì từ cái bút của bạn, của thầy nè, đi tới cái hoàn điểm nè, thì cái này người ta gọi là trục thị giác. Nếu như mà cái trục thị giác của bạn nó quá ngắn, đúng không nào, bạn bị cận á, còn nếu như nó quá dài thì bạn bị viễn á, hiểu này ha, đó lưu ý cho thầy nha. Vậy đây chính là hoàn điểm. Thì hoàn điểm là gì? Hoàn điểm là điểm mà tập trung nhiều tế bào, nhiều cái tế bào cảm thụ thị giác nhất, tại đó bạn nhìn rõ vật nhất, được chưa? Nhưng mà khi ánh sáng của bạn vô tình nó không có lọt vào cái trục thị giác này mà nó đi lệch qua đây, đây đúng không, thì đây chính gọi là điểm mù. Vào rơi vào điểm mù bạn không thấy gì cả. Vậy điểm mù là cái gì các bạn? Đây là đường đi của dây thần kinh thị giác. Đường đi thì nó không có tế bào cảm nhận ánh sáng, cho nên nó gọi là điểm mù, các bạn lưu ý ha. Còn nó phải nằm ở trên các vùng này nè, thì người ta gọi là hoàn điểm, là rõ nhất. Còn những cái vùng này ánh sáng rơi vào bạn có thấy được không? Được sao nữa? Được. Vùng này vẫn có tế bào cảm nhận ánh sáng, nhưng mà có nhiều bằng cái vùng hoàn điểm này không? Không. Cho nên khi thầy nhìn cái chị này nè, thì thầy thấy bạn bên này không? Thấy. Thấy sao thấy? Thấy mờ. Thấy mờ, nhưng mà thấy chị này rõ không? Đó. Vậy chị này đang rơi vào trục gì nào? Cái này thì gọi là trục gì? Trục thị giác. Điểm này gọi là điểm gì? Hoàn điểm. Hay còn gọi là hoàn. Vậy còn mấy bạn này rơi có phải là như là như nè? Bây giờ như thế này đúng không? Thầy làm cho các bạn hình dung ra đây. Đây, như nào? Rơi vào như thế này đây, đúng không? Thì chị đó đang rơi vào trục thị giác của thầy, và thầy nhìn chị đó ở ngay chỗ điểm vàng, thấy rất rõ. Các bạn chụp cam đó, bạn nào có thể chụp ở ngay trục đó thì nó rõ. Nhưng mà có những bạn đang ngồi bên cạnh thầy, đúng không? Thầy thấy đúng không? Nhưng mà mờ mờ, giống như coi phim vậy đó. Thì các bạn đó đang rơi vào những cái vùng này. Vùng này thầy vẫn thấy nhưng không rõ, thì người ta gọi là thị trường. Thị trường, được chưa? Giả sử như một cái bạn nào đó đứng bên cạnh thầy nè, nhưng tính chẳng hạn, nó rơi vào đây, thì nó đang rơi vào điểm mù của thầy. Thầy có thấy được nó không? Không. Không. Hiểu này chưa? Điểm mù. Tại điểm mù là đường đi của dây thần kinh thị giác. Tại điểm này tuy là đường đi của dây thần kinh thị giác, nhưng nó không có tế bào cảm thụ thị giác. Và xung quanh chỗ đây các bạn sẽ thấy nó có một cái tổ chức mạch máu rất là to, người ta gọi đó là đĩa thị hay còn gọi là gai thị.
Cho nên khi mà soi đáy mắt thì người ta sẽ thấy được cái gai thị 5 vị trí này ha. Địa thị, nếu bệnh nhân tăng áp lực nội sọ thì địa thị nó sẽ phình to ra. Người ta gọi là phù gai thị, là biết là bệnh nhân đang mà tăng cái áp lực nội sọ lên trên. Các bạn lưu ý chỗ này ha. Vậy đó chính là cái cơ chế của ánh sáng khi nó đi truyền qua. Rồi, các bạn làm cho thầy một cái động tác như sau này. Đây, cuốn cái phần này lại. Rồi, cuốn phần này lại nha. Cái lòng bàn tay của bạn như thế này. Nhắm một mắt tay ở bên tay trái của bạn, nhắm một mắt. Nhắm một mắt ngay cái tay các bạn giơ lên, tay trái thì nhắm mắt tay trái. Bắt đầu tay phải của bạn nhìn thẳng vào ống, để cho mắt của bạn đi vào trong ống là một trục thị giác. Đúng chưa? Rồi, sau đó bạn mở mắt trái ra. Và bạn nhìn thẳng vào ống, có phải bạn nhìn xuyên qua lỗ tay của bạn không? Đây, nhìn nè. Để cái tay của bạn cạnh cái ống này. Mắt phải của bạn nhìn thẳng vào bên trong. Được chưa? Và các bạn có nhìn thấy, bây giờ bạn nhìn hai mắt của bạn nhìn về phía trước luôn. Có phải bạn thấy cái ống của bạn xuyên qua cái lỗ tay không? Vậy cái lỗ tay đó nó rơi vào điểm gì nào? Điểm mù. Hiểu này chưa? Đấy là có mắt, người mắt ba lỗ tay nè. Là cái tay không? Hiểu hả? Trời ơi. Đây, bây giờ thấy anh nè, thầy lấy ống nhòm thầy nhìn thấy anh nè. Vậy thấy anh đang trong trục thị giác của thầy. Thầy để cái cánh tay của thầy vào bên đây, các bạn cứ nhìn thẳng thấy anh nha. Thì các bạn thấy rằng là chúng ta nhìn xuyên qua được cái lỗ tay này đúng không? Thì cái lỗ tay này nó rơi vào điểm gì? Học hiểu này ha. Rồi, thứ hai, nhìn tiếp nào. Lỗ tay là cái lỗ của tay. Lỗ của cái tay chứ không phải lỗ tai. Lỗ tai má ơi. Rồi nhìn nào. Vậy nhớ lại cho thầy nha, ánh sáng nhìn rõ nhất là phải rơi vào hoàng. Hoàng điểm, không nhìn thấy là rơi vào điểm. Còn nhìn thấy mờ là rơi vào vùng thị trường. Thị trường. Cho nên khi bệnh nhân bị xuất huyết não hoặc là bệnh nhân u tuyến yên á, bệnh nhân sẽ mất thị trường, có thể là mất thị trường bên thái dương hoặc là mất thị trường bên góc mũi, thái dương là bên này. Cho nên khi bệnh nhân mất thị trường bên thái dương, mà các bạn nhớ nè, thị trường bên thái dương thì cái ánh sáng đường đi của nó sẽ đi từ đây qua đây, đúng không? Ví dụ như thế này là trục thị giác nè, còn khi các bạn vòng qua như thế này thì ánh sáng đi từ thằng quốc nè, đi qua đây. Cho nên khi bệnh nhân xuất huyết não và mất thị trường vùng này, thầy đứng đấy thầy nhìn thầy không thấy thằng quốc luôn, chỉ nhìn thấy chị thôi. Cho nên khi chúng ta khám như vậy. Còn khi mà thầy mất cái thị trường ở vùng bên góc mũi nè, có phải là ánh sáng đi vào đây đúng không? Thì các bạn quay nó qua đây thì nó chỉ tới đây thôi, thì thầy không thấy bạn này. Cho nên lúc này thầy mất thị trường góc mũi. Và khi mất thị trường góc nào thì người ta, khi các bạn học đường đi dân kinh số 2 thì chúng ta sẽ biết bệnh nhân có thể tổn thương ở vùng nào. Ví dụ não trước, não giữa hay là não sau, hay là ở vùng giao thoa thị giác, ví dụ như thế vân vân. Các bạn hiểu này hả? Mất thị trường. Cho nên khi chúng ta khám á, các bạn khám như sau nè, cho bệnh nhân che một cái mắt lại. Mình khám mắt phải. Vậy mắt phải của bạn đây đúng không? Nó sẽ cho các bạn thị trường về bên mũi gì nào? Mũi. Mũi đây là mũi gì? Mũi phải. Và thái dương phải. Cho nên lúc này khi khám các bạn đưa ngón tay qua đây, bệnh nhân mất thì có nghĩa là bệnh nhân mất thị trường bên thái dương phải, là mất thị trường ngay chỗ này. Hiểu này chưa? Hiểu không? Thôi, biết dễ là sơ là được rồi. Rồi nghe nào. Màng võng mạc, người ta còn gọi là màng thần kinh. Ánh sáng rơi vào đây thì trên võng mạc này, các bạn lưu ý cho thầy nè. Có những người, cái đứa trẻ sinh non, sơ sinh nó đi sinh sớm á, mà các bạn cho hoặc là các bạn thấy cho bệnh nhân mà thở oxy mà thở nồng độ cao mà quá dài mà không đúng chỉ định á, thì nó sẽ bong cái võng mạc ra. Hoặc là trẻ sơ sinh các bạn mà khi nó sinh non nó có nguy cơ nó dễ bị bong tróc cái võng mạc. Nổ gì? Bong thôi. Mà khi nó bong như thế thì gần đến tình trạng bị sao? Mù. Bong võng mạc lấy đâu mà thấy được. Cho nên các bạn có biết sáng chó không? Sáng chó có thể đi vào máu của bạn được. Nhớ chỗ này không? Mà đi vào máu nó sẽ chui bất kỳ nơi nào. Nó chui lên trên mạch máu, lên trên mắt nè. Thì bắt đầu lên trên này nó làm cho võng mạc bong ra, gây mù. Không biết điều trị sao được luôn các bạn không? Mà khi nó đi vào trong não nó gây viêm não luôn các bạn. Tại vì các bạn học rồi, đường đi của động mạch mắt nó có đi vào được trong não không? Đó, bữa học bài phần đó rồi đúng không? Rồi, cho nên học phần mắt các bạn hình dung ra điều này ha. Thì đây chính là lỗ ống thần kinh thị giác. Thì khi nó lỗ ống kinh thị giác đi qua bên đây thì nó tới phần hố yên của xương bướm. Bữa trước chúng ta học đây. Thì nó sẽ có hiện tượng là giao thoa thị giác đúng không? Tới hố yên của xương bướm này, đến này thì nó sẽ bắt kéo cái giả giao thoa đi qua phần sau và bán phần chậm. Và bên phải, bên trái thì nó sẽ bắt kéo như thế này. Cho nên khi bệnh nhân bị xuất huyết bên này này bạn, thì bệnh nhân sẽ tổn thương cái phần giao thoa thị giác của mắt gì nào? Mắt phải. Và mắt phải các bạn nó cho thị trường gì? Thị trường về góc mũi và thị trường về góc thái dương phải và thị trường về góc mũi trái. Cho nên lúc này thầy sẽ bị mất thị trường từ bạn này và bạn này. Thầy chỉ nhìn thẳng được chị này thôi. Hiểu này không? Nếu bệnh nhân xuất huyết cái vùng này, hiểu chưa? Thì đó là một số vấn đề liên quan tới là nhãn cầu của bạn. Và nhãn cầu của bạn học kiểu như đó là được rồi ha. Rồi, dễ không? Chị vô đây người ta gọi là mỏm gì nào? Chị đây gọi là mỏm gì? Chị đây gọi là mỏm gì? Mỏm mi. Chị đây gọi là cơ thể mi.
chỉ vào cái màu đen này người ta gọi là hắc gì nào? Hắc mạc. Hắc mạc, mỏm mi, móng mắt tạo nên màng bộ bộ đào. Đây chỉ vào đây gọi là võng mạc gì? Võng mạc thị giác. Rồi, võng mạc thị giác nha, chỉ vào cái vùng võng mạc thị giác mà nằm dưới cái thể mi gọi là võng mạc thể mi. Võng mạc nằm dưới móng mắt gọi là võng mạc móng, móng mắt. Chỉ vào đây gọi là hoạt. Chỉ vào đây gọi là điểm. Và chỉ vào đây gọi là gai, gai thị hay còn gọi là đĩa thị, được chưa? Rồi, thì đó là về vấn đề cơ quan phân tích thị giác. Rồi. Chuyện đó mà không nhớ.